Và xin đề nghị tất cả các bác làm một trọng tân, chúng ta không cầu hiện vật. Và xin đề nghị tất cả các đồng chí an ninh, chúng ta hãy chuẩn bị làm nhiệm vụ để chúng ta an toàn giao thông. Thưa quý vị, anh chị, các bạn, chuẩn bị đến giờ bắn pháo hoa chào mừng lễ khai mạc triển lãm sinh vật cảnh, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Đơn vị câu lạc bộ cây cảnh Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Giới thiệu với tất cả quý vị, anh chị, đây là không khí toàn cảnh buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 29 tháng 4 năm 2022. Ngàn du khách đang tập trung ở đây. Thực sự là một ngày hội lớn, rất đông vui các bạn. Máy phát điện vào đấu này để chúng ta đổ nước mát vào cho làm giảm nhiệt máy.
quá rực rỡ, tuyệt đẹp, quá rực rỡ luôn. Đặc biệt này quá rực rỡ rồi. Hoành tráng chưa? Quá hoành tráng. Thế chưa? Quá ghê luôn. Ta
với 11 giải Việt Nam thân yêu chiến thắng tự hào. Xin cảm ơn anh Đường Tân Tề. Biển người, đúng là biển người đang đổ dồn về vườn nước tận với một tâm trạng hứng khởi trong ngày lễ mừng chiến thắng và sự kiện hội làng quá tuyệt vời luôn. Tiết mùa hè quá nóng bức nhưng mà mọi người không quản về cái nhiệt độ đấy, cảnh quá đẹp luôn. Bà con nhân dân của hai địa phương, đặc biệt là hai địa phương Bách Thuận và Tân Lập và những vùng lân cận đưa các thành viên trong gia đình mình, đưa con em đến tham dự triển lãm, ngắm các tác phẩm, cái cảnh đẹp, đặc biệt là hòa trong cái không khí chào mừng ngày lễ ngày thống nhất đất nước chiến thắng. Đúng tinh thần hội làng các bạn. Thưa quý vị, anh chị, các bạn, tôi tạm dừng thức phim về chương trình bắn pháo hoa tối ngày hôm nay và chuyển sang không gian phía bên trong khu vực triển lãm nha các bạn nhé.